15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Hiện tại là đang bị kẹt xe luôn. Khang, em đang điều tiết cho không cái gì Khang? Em đang điều tiết cho không ạ? Ok. Rồi xe tan mà cũng bị kẹt luôn, ghê thiệt. Vô nhiều hả? Ghê ha. Đó, như các cô chú anh chị thấy ha, xe tan mà đưa đi chôn á mà cũng bị kẹt luôn. Cái tuyến đường này chủ yếu chỉ có một hai làn ha, một làn mỗi bên. Đây là khách sau khi đi viếng đi ra nè, hóng mát rồi rất là nắng. Đó, bà con sau khi viếng thì đi ra ha. Đây là hai đoàn xe, ba đoàn xe luôn, đằng kia một chiếc, đằng đây hai chiếc, ở trên đây nữa. Rồi bây giờ 15m sẽ vào bên trong mộ của cậu Năm để ghi hình nha. Trời hôm nay quá nắng, nắng như thế này thì khả năng chiều nay lại mưa tiếp. Bà xã cầm anh cái này đi, anh chỉnh cái dù lại. Để anh sửa cái quạt. Thôi nè, anh lấy cái dù em đi. Nè, anh gãy nè, mình sửa cái dù. Rồi, cảm ơn bà xã. Rồi, vậy đi. Đó, nó xay. Đó đặt xay nó nhiễm. Đó nguyên khói cô chú ơi. Đó là nguyên khói luôn. Đá nguyên khói á chú. Đá khói mà. À, nguyên khói á. Chứ không phải đá bột đâu. Anh Phương anh đang quét lại sau khi mà cúng xong nó sạch. Chị ơi, đoàn của mình đến từ đâu hả chị? À, Sài Gòn ha. Dạ. Đưa cho chị kia bác hút, bây giờ chị kia bác hút chứ mình. Ôi, đi bác đi á, ngồi luôn đây. Đi vô trắng nữa. Trả hả? Dạ. Rồi, ok chị. Rồi, vậy để em quay camera lên trên. Chị mình lấy cái dù đi chị. Đang bên đây cũng có vậy, bên đây cũng có kìa, bên kia đúng rồi.
Để em che dù cho anh Phương nha. Quên nè. Nãy giờ mới nhớ anh. Mát chưa? Không hợp quá hả? Mấy hôm nay sao em thấy da anh ở dưới nó sậm hơn ở phía trên phải? Đi. Ăn nắng hả? Em nghĩ ngoài chắc da anh cũng trắng lắm ha. Trắng lắm. Thôi, khoe nữa kìa. Trời ơi, thiệt. À, bây giờ là 11:05 ngày 26 tháng 6 năm 2023. Thì như các cô chú anh chị thấy ha, ở bên trong vẫn rất là nhiều bà con cô bác á, nhưng mà rất là nắng cho nên cũng ngại ra bên ngoài mộ cậu. Chị ơi, lát mình ở là mình đốt với tiền vàng bạc hay là tụi em đốt hai chị? Tụi em cũng phải ghi lên á, cậu mới nhận được á. Cho nên các chị có cần ghi giúp gì không? Hay là ghi tên cậu thôi? Ghi tên cậu thôi. Ghi tên cậu ha. Dạ. Dạ dạ. Ghi họ tên thiệt của cậu rồi mở ngoặc ra nickname của cậu để cho cậu nhận được. Nickname năm sinh năm mất ha. Dạ. Được rồi đó, và đốt đi. Được rồi. Thôi giờ mình mang xuống mình đốt luôn ha anh Ngọc. Okay. Dạ anh hai chị cầm dù đi. Rồi, tụi em mang ra đốt luôn. Anh Ngọc có viết trên Ngọc. Chị Hương. Hương ơi, ảnh đem ảnh đốt cái tiền nhà bạc mình á. Vừa đốt vừa giả cho cậu luôn, cũng được. Đây là tiền nước ngoài nha. Chắc anh thuộc họ tên cậu rồi đúng không? Tờ 10.000 của mình luôn nè. Không, anh thấy khác à nha. Giống, nếu mộng để ý là phải giống. Trời ơi, còn nguyên tem luôn kìa. Còn nguyên siêu luôn á. Cái này là nhập từ nhà băng ấy nha. Nhà băng. Nhà băng là ngân hàng rồi đó. Thôi bây giờ để cái điện thoại từ xa đi, để ghi hình cho tất cả cô chú anh chị xem. Có cây bông thì có, nhưng mà dạng miếng này là chưa có đâu. Dạ đúng rồi.
cho cậu ha. Vàng là cái món đặc biệt. Làm gì thảo cỏ? Thảo cỏ. Đang gửi tiền xuống cho chiều nay cậu có con phố cho doanh nghiệp. Tháng 3 năm 2023 an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình
Dương gửi cho cậu Năm để cậu Năm làm từ thiện giúp cho đời. À, anh giấy đúng không hả? Đúng không? Từ Thảo. Từ cưng đấy, cưng la anh bây giờ cưng hơn anh nữa. Có cả. Chị hai luôn, chị hai. Đâu phải mình em bỏ đâu. Đây ra, đây ra đi. Đó. Như vậy thì các anh em cũng đã đốt tiền thay cho chị Việt Kiều New Zealand. Chỉ là một vị khách ẩn danh ha. Nói chung là chị không có muốn quay lên YouTube nên chị né không à, không có quay chị được. Đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.